Với quan điểm xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, cùng với sự quyết tâm cao và đồng lòng của cán bộ đảng viên nhân dân, đến nay, xã Mỹ Hưng, huyện Thành Phố, từ một xã bãi ngang chịu nhiều khó khăn về kinh tế, cơ sở hạ tầng, đã có nhiều khởi sắc. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được xây dựng đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của người dân, nhất là việc đi lại, trao đổi mua bán hàng hóa. Các tuyến đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. Toàn xã Mỹ Hưng có hơn 1.083 hecta đất sản xuất nông nghiệp, trên 108 hecta đất nuôi trồng thủy sản, phù hợp so với lộ trình quy hoạch nông thôn mới. Trong điều kiện thời tiết bình thường, các công trình thủy lợi đảm bảo chủ động phục vụ trên 80% nhu cầu về tưới tiêu. Bên cạnh đó, người dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều mô hình hay có hiệu quả được nhân rộng, tạo liên kết trong sản xuất. Hiện nay trên địa bàn có 907 trên 1.170 hecta trồng dừa, chiếm 77,48% tổng diện tích sản xuất nông nghiệp toàn xã, gắn với sản phẩm chủ lực của huyện, đảm bảo bền vững. Xã có hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Hưng với 57,8 hecta dừa hữu cơ, đồng thời thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã, gắn với xây dựng vùng nguyên liệu, được chứng nhận Việt Gáp và tương đương và có các tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả. Đến thời điểm hiện tại thì xã Mỹ Hưng được thẩm định đạt là 19 tiêu chí của xã nông thôn mới. Thì được kết quả như trên thì mình thấy một điều đó là cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó thì cái vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và sự hưởng ứng tích cực của người dân. Thì từ đó thì mình thấy là cái kết quả đem lại đạt được 19 tiêu chí của xã nông mới. Đặc biệt thời gian qua, được sự chỉ đạo hỗ trợ của các cấp, các ngành cùng sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, xã đã lãnh đạo thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới, đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung đầu tư thế mạnh là dừa hữu cơ kết hợp với chăn nuôi, vận động người dân tham gia vào các tổ hợp tác xã, từ đó bước đầu đã hình thành các mối liên kết trong sản xuất, dần thay đổi thói quen sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tạo việc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập và thoát nghèo bền vững. Hội viên của chương binh rất là có ý thức trong cái việc xây dựng nông thôn mới, từ cái khâu mà thực hiện cái mô hình như là sáng xanh sạch đẹp an toàn nghĩa tình, rồi triển khai đến tất cả hội viên ở của địa bàn của xã để thực hiện, cũng như là tham gia cái ngày chủ nhật nông thôn mới, thì phải nói là hội viên là tham gia cùng với ở địa phương là rất là tốt, cũng như là cùng với chính quyền địa phương là thực hiện các cái phần việc như là cái 15 cái phần việc của hộ gia đình, để tham gia các cái chương trình ở địa phương phát động, để từ cái khâu mà trồng tỉa các cái cây hoa kiển để góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới. Thương mại dịch vụ có bước chuyển biến về quy mô, xã có 5 công ty, 4 doanh nghiệp và 371 hộ sản xuất kinh doanh đã giải quyết việc làm cho 719 lao động tại chỗ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương. Hàng năm, xã phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh, phòng chuyên môn huyện và một số trường đại học mở các lớp tập huấn đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất hiệu quả cho nông dân. Qua đó, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người hiện tại đạt 57,5 triệu đồng một năm. Đến nay, trên địa bàn xã không còn nhà tạm dột nát, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn. Đồng thời, ý thức của người dân về việc giữ gìn vệ sinh môi trường trong sản xuất kinh doanh và chăn nuôi ngày càng được đảm bảo. Hưởng ứng năm mới là vận động bà con rất là mừng, cũng như là vận động bà con là dọn dẹp lộ làng đường nhà cửa rồi mấy tiêu chí quyền địa phương đặt ra đó thì bà con rất là tốt. Thời gian tới, địa phương sẽ tập trung thực hiện theo đúng nghị quyết đảng bộ xã đã đề ra, tiếp tục nâng chất các tiêu chí nông thôn mới ngày càng cao hơn, chú trọng phát triển kinh tế gắn với chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đặc biệt tiếp tục phát huy tính tiên phong gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi nhất là xác định là tuyên truyền vận động toàn thể người dân trong đoàn xã, rồi nâng cao ý thức trách nhiệm cùng với chính quyền địa phương để tập trung giữ vững những thành quả mình đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên phải là nêu cao tính là gương mẫu để cho mọi người dân cái theo, để làm một cái tiền đề để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.
Mỹ Hưng hôm nay đang khoác lên mình chiếc áo mới, diện mạo nông thôn mới khởi sắc là minh chứng cho những chủ trương đúng đắn và cách làm phù hợp hiệu quả của cấp ủy chính quyền, sự chung sức đồng lòng của người dân, qua đó tạo động lực để xã tiếp tục tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết đề ra.